Đoàn múa rối nước sông quê sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa để dành tặng cho các bé và người thân nhân dịp Trung thu này nhé. Nhưng phần khiến các bạn nhỏ hào hứng nhất chính là sự xuất hiện của âm nhạc và những chú rối nước với các hình thù khác nhau. Âm nhạc vừa bật lên, các bạn nhỏ đều hướng sự chú ý vào sân khấu múa rối nước nhỏ nhỏ, được các nghệ nhân tự sáng tạo bằng một thùng nước to vừa đủ để các nghệ nhân có thể đứng múa rối. Cứ mỗi lần một nhân vật rối nước mới nào xuất hiện với những động tác biểu diễn ấn tượng, lôi cuốn, là các bạn nhỏ lại vô cùng phấn khích, vỗ tay hoan hô. Có bạn đứng hẳn lên ghế để nhìn cho rõ, có bạn còn chạy thẳng lên gần sân khấu để nhìn rõ hơn những nhân vật rối nước. Bạn nào cũng chăm chú theo dõi không rời mắt đâu nhé. Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn để biểu diễn những tiết mục vui nhộn, dù là sân khấu nhỏ hay to, nhưng các nghệ nhân đã phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước đấy các em ạ. Từ đạo cụ, trang phục, âm nhạc, lời bình cho đến những động tác múa rối, đó còn là sự phối hợp vô cùng ăn ý từ các nghệ nhân lâu năm nữa. Chương trình múa rối nước hôm nay được các nghệ nhân dàn dựng với 6 phần biểu diễn nhỏ, ngộ nghĩnh với múa chú tễu, bay lượn đẹp mắt, phun nước đầy bất ngờ cùng múa rồng, múa phượng, múa lân, phấn khích hồi hộp với màn múa chọi trâu, đầy màu sắc với múa đua thuyền và hấp dẫn với múa tứ linh. Nào, bây giờ mời các em, chúng ta hãy cùng các bạn nhỏ tại trường mầm non theo dõi một trích đoạn sau đây của múa rối nước nhé.